Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn một cái kệ của hãng nội thất IKEA. Cái kệ này có tên là Billy, có chiều cao là 106cm và chiều ngang là 40cm, được sơn màu đen. Mình chọn màu đen tại vì nhà mình mấy đồ nội thất mình đều chọn màu đen hết. Thì đây là cái hình ảnh mà sau gắn lên. Nó để được có 3 tầng, để sách được 3 tầng. Kệ này được bán với giá là 49 đô. Kệ này được đánh giá rất là cao, đánh giá tới 4.7 sao. Ở trên website này họ có ghi là cứ mỗi 5 giây thì một cái kệ được bán ở đâu đó trên thế giới. Nghĩa là cái kệ này được bán rất là chạy, được mọi người rất là yêu thích. Thì hôm nay mình cũng rất là yêu thích nó nên mình mua về. Giờ mình sẽ cùng mở cái này ra và gắn lên cho bạn coi nhé. Ở đây nó cũng có ghi mình sẽ cần một con vít dẹp, vít 4 ke và một cây bút chì, cùng cây búa để mình mới gắn được cái kệ này. Thì cái này chắc cũng không khó lắm, mình sẽ làm theo các bước nó ghi trong đây. Ở trong này nó có một cái bịch đựng những cái vít rồi những cái ngoàm để ngắm và gắn vô. Thì được nó là như vậy. Đầu tiên mình sẽ phải phân loại những cái loại này ra. Đây, ok, mình sẽ phân loại giống như ở trong cái cuốn hướng dẫn này. Mình sẽ có 8 con vít. 8 con vít có 12 cái chốt. 12 cái chốt. 8 cái đầu để chặn con vít. Hai con vít 4 ke. 4 cái lon đền. Và hai cái này dùng để gắn vô tường để cho tránh trường hợp nó sẽ bị đổ ra phía trước. Rồi có 5 cái miếng nhựa này. 5 cái miếng nhựa này là để đóng vô cái dưới chân cái kệ, tránh trường hợp để khi mà mình di chuyển nó sẽ bị chảy cái nền nhà. Mình di chuyển nó sẽ không vấn đề gì. Chất liệu gỗ này làm rất là kỹ, khá là đẹp, màu cũng đẹp. Bước đầu tiên mình sẽ phải cần đóng những cái miếng định vị này, đóng cái cục định vị này vô các miếng ván. Ở đây nó có 12 cái cục định vị này, đóng vô các chỗ này. Đây, mình sẽ nhét cái này vô đây và đóng.
phía này cũng vậy. Mình đã đóng xong những cái chốt vô cả ba cái miếng này rồi, có 12 cái chốt. Tiếp theo mình sẽ đến bước 2, mình sẽ phải vặn những con vít này vô hai miếng hông hai bên. Vậy bước 1 và bước 2 mình đã xong, tiếp theo bước 3. Bước 3 mình sẽ gắn ba cái miếng của nãy mình gắn cái chốt vô cái miếng bên hông. Bước thứ tư mình sẽ vặn mấy cái chốt này vô. Rồi bước 3 và bước 4 đã xong. Tiếp theo mình chuyển qua bước thứ 5. Thứ 5, miếng còn lại mình sẽ đẩy vô là xong. Tiếp theo là bước 6, bước thứ 6 mình cũng vặn con vít đó rồi xong. Đến bước thứ 7 mình sẽ phải đóng cái mặt lưng phía sau này vô, dùng búa và dùng đinh đóng mặt lưng này vô. Sau này họ có dán một miếng chú ý khi mà mình dựng vô tường, mình phải
gắn cái bát này tránh trường hợp ví dụ như là nếu mà nhà có em bé thì khi mà em bé chơi đùa nó sẽ đạp vô đây và nó sẽ bị đổ cái kệ này, nên cái phần này phải gắn một cái bát vào tường. Cũng là mình sẽ luôn một cái khe này. Theo mình sẽ phải đóng bốn cái miếng nhựa ở phía dưới này để tránh làm chảy cái nền nhà. IKEA họ thiết kế khá là cẩn thận. Bước cuối cùng là mình sẽ gắn cái chốt này vô để gắn để hai miếng gỗ. Sau khoảng cỡ một tiếng mình đã hoàn thành gắn cái kệ sách này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.